Chào các bạn, đây là cái đảo Coco Cay mà người ta còn gọi là Perfect Day Coco Cay. Có nghĩa là khi mình đến cái đảo này thì mình sẽ có được một cái ngày hoàn hảo trên đó. Vui chơi, giải trí và thức ăn ngon nữa. Bởi vậy người ta mới nói là một ngày hoàn hảo. Đảo Coco Cay thuộc nước Bahamas, nhưng mà cái hãng Royal Caribbean mua luôn nguyên cái đảo lớn này luôn, xây dựng toàn bộ những cái gì vui chơi, giải trí, ăn uống trên đó, shopping ở trên đó là đã hãng mua hết rồi. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Caribbean, có rất là nhiều điều thú vị để xem và làm ở cái đảo Coco Cay Bahama này. Bạn khó có thể mà sắp xếp tất cả để mà làm được một ngày. Having a perfect day at Coco Cay. Dạ, đây là Coco Cay. Đảo rộng nên mình muốn đi ngắm xung quanh thì mình đi bằng xe điện này. Bay lên cao theo cái balloon rồi nhìn toàn cảnh ở phía dưới rất là thú vị các bạn ơi. Vì khí trong balloon nó nhẹ nên nó bay lên, không cần phải đốt lửa ở dưới cho khí nó nhẹ nó bay lên, nên mình yên tâm không có sợ lửa nó táp. Biển vừa đẹp vừa an toàn, sạch sẽ. Xung quanh đảo có rất là nhiều biển, mình muốn tắm cái bãi nào cũng an toàn hết. May mắn là thức ăn phù hợp với mọi khẩu vị. Hầu hết tất cả các thức ăn tìm thấy trên bờ đều được bao gồm trong giá vé du thuyền của bạn. Nếu mình muốn đến đây, mình đi tháng 10 là trời nó mát mẻ hơn. Tháng 9 ở Florida vẫn còn nóng lắm. Không đi dạo xung quanh thì nó ổn, mà đi dạo xung quanh á thì chỗ nào nó cũng nắng nóng, về nhà ai cũng đen hết. Nếu mình ở vài ngày hay một tuần là chắc mình đen như dân trên đảo luôn á. Thức ăn có tới 4 khu vực lận, cứ tắm xong rồi lên ăn, tắm xong rồi lên ăn. Ăn suốt ngày luôn. Lúc mình đi thì chỉ có hai cái tàu nó cập bến thôi, nên cái số người trên này cũng ít, không có nhiều. Lúc này người ta còn sợ Covid lắm cho nên chưa có đi nhiều. Số người chừng 1/3 của bình thường thôi. Tacos là món ăn của Mỹ. Thức ăn thì đa số là thức ăn của Mỹ và của Mỹ, nhưng mà mình chọn lựa theo cái khẩu vị của mình thì cũng có. Ăn nó cũng ngon. Đây là các loại nước uống nè. Và có hai loại cà phê. Cà phê dành cho những người mà khó ngủ cũng có. Barbecue là nướng. French fries là khoai tây chiên. Từ này là nó xuất xứ từ bên Pháp qua. Đủ các loại rau trộn, mình gọi là salad. Thank you.
này ăn rất ngon nha các bạn. Còn đây là trái cây và bánh ngọt. Còn barbecue ở đằng kia nữa, tức là thịt nướng ở đằng kia nữa mà mình cũng chưa có quay hết. Mình thích các loại rau trộn ở đây nè. Ăn rau trộn với thịt, với bánh mì, nó ngon, nó đỡ ngán. Ăn xong rồi lại đi dạo biển nữa, rồi đi mua sắm. Trên đảo này là những cái người bán hàng là những người da đen không? Chỗ này cũng có thức ăn cho mình ăn nè, nhưng mà nó không có đầy đủ bằng ở bên kia, cho nên mình ăn bên kia đầy đủ hơn. Bánh chiên này có phô mai ở bên trong. Giờ này mọi người còn tắm biển, nóng quá trời quá đất luôn, chịu không nổi, phải đi lên thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Có dịp các bạn hãy đến đảo này đi, rất là vui. Rồi mới mua cái áo mà. Cái áo thì đằng kia bán 18, bạn không mua, giờ tới đây phải mua 25 đồng. Mặc dù thấy cũng đẹp.